Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, vận may liên tục kéo tới, làm một được 10, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời chưa từng có, tuổi Mậu Thân 1968, cầu Phật Phật độ, gặp may liên tiếp, tiền bạc ào về, đổi đời giàu như vũ bão, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Hoan hỷ chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Vâng quý vị thân mến, trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một cơn sóng thủy triều lúc cao lúc thấp, ai cũng từng chán nản. Thậm chí muốn buông xuôi tất cả vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề bất lẫn với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong cuồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ hoặc bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc cuộc sống kiểm soát lại bạn, mà người khôn ngoan ắt hiểu rằng vận thế luôn không ngừng thay đổi. Lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát, nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là con giáp khổ tận cam lai. 6 tháng đầu năm 2024 khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, thì 6 tháng cuối năm này trở đi sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong 6 tháng cuối 2024 Giáp Thìn của tuổi Mậu Thân sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng tháng là gì, bản mệnh cần phải làm gì để mà nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám bằng cách nào, thì ngay bây giờ hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Có duyên biết mệnh Mậu Thân sinh năm 1968 nhận lộc trời ban, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão 6 tháng cuối năm 2024. Đặc trưng phân biệt người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Yếu tố, nhóm đất, hướng tốt, Tây Nam, Tây, màu sắc hợp mệnh, vàng, đỏ, nâu, cực dương, đá hợp mệnh đá mắt mèo, số may mắn, ý nghĩa, số 10, số thứ tự thứ 9, mùa thu, tháng 8, tuổi hợp, người tuổi Thìn, người tuổi Tý, tuổi xung khắc, người tuổi Dần, tương ứng với tử vi phương Tây, sư tử. Theo tử vi phương Đông, con khỉ tượng trưng cho tuổi Thân trong 12 con giáp, xếp vị trí thứ 9, những người tuổi Thân là người rất ham học hỏi. Những người này có thể thu thập thông tin cho bản thân mình ở bất kỳ đâu, bởi vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong các lĩnh vực cuộc sống. Người cầm tinh con khỉ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh. Người tuổi Thân luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình trong đám đông, họ nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người bằng những câu chuyện thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý những người tuổi Thân một sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Người tuổi Thân cũng giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vì bạn mình rất thích kết bạn và gặp gỡ các mối quan hệ mới. Nói những người này tới phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm hiu quạnh, vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của người tuổi Thân luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ và không bao giờ nhàm chán, bản mệnh truyền cảm hứng, sức sống dồi dào, mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Người tuổi Mậu Thân mệnh thổ là người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi còn trẻ,
Những người này đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ. Hoài bão, người tuổi Mậu Thân có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Người sinh năm 1968 rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ thì những người này đều lập ra kế hoạch cụ thể. Họ dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi Mậu Thân mệnh thổ có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Xem tử vi 2024 Mậu Thân theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp giáp tương khắc, ít bị yếu tố bên ngoài tác động, tự làm, tự lo, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Xét về địa chi, Thân gặp thìn lâm tam hợp cục, vận quý nhân vượng, làm gì cũng được nâng đỡ, công việc làm ăn thêm thuận lợi, có thể mở rộng, phát triển lớn mạnh, tiền bạc cũng theo đó mà gia tăng không ít, có thêm nhiều nguồn thu. Gia đạo hay sức khỏe đều duy trì ở mức hài hòa, cát lành. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, sức khỏe được cải thiện, ốm đau dễ gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi, không mắc bệnh nghiêm trọng, gia đạo ngày càng hài hòa, đón tin vui con cháu trong nhà. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành thì 2024 là năm khá thuận lợi đối với nam mạng tuổi Mậu Thân, mọi thứ đang ở guồng quay ổn định, vận quý nhân vượng, công việc làm ăn suôn sẻ, gặp khó sẽ được trợ giúp kịp thời, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến, mở rộng quy mô làm ăn thuận lợi, đầu tư thu về không ít lợi nhuận. Tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể, gia đạo cũng thêm phần hài hòa, có hỷ sự trong nhà như cưới hỏi hay thêm con cháu. Vào năm Giáp Thìn, người tuổi Thân có sự nghiệp, có lợi ở phương xa, lại thêm sao cát nhập cung mệnh, cho nên đại lợi ở sự nghiệp. Ngoài ra vào năm Giáp Thìn, người tuổi Thân có nhiều sao hung nhập cung mệnh, nhưng có sao địa giải hóa hung thành cát. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có sao thiên ấn, quý nhân chiếu mệnh vào năm Giáp Thìn, cho nên thế vận của họ may hơn tất cả những người tuổi Thân khác, có quý nhân phù trợ và đại lợi. Về phương diện sự nghiệp và tài vận được tốt, nhưng cần cẩn trọng trong làm ăn và lời nói, tránh thị phi, cô độc. Phòng tiểu nhân hãm hại thì sẽ khả quan, người sinh năm 1968 có cơ hội xây dựng nhà cửa và đón lộc cách từ con cái. Nhìn chung năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Mậu Thân và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài. Nổ lộc của Mậu Thân, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Mậu Thân. Dự đoán tử vi của tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy rằng đây sẽ là giai đoạn khởi sắc trong mọi lĩnh vực cuộc sống của người tuổi này. Người làm công ăn lương có sự nghiệp ổn định với các mức lương, thưởng tương xứng, đặc biệt các doanh nhân tuổi Mậu Thân sẽ vận dụng trí thông minh bẩm sinh một cách linh hoạt trong mở rộng kinh doanh, đem lại cho tuổi Mậu Thân nhiều khoản lợi nhuận kếch xù, mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng bình an, thành công và may mắn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống tuổi Mậu Thân vì bạn sẵn sàng nỗ lực hết sức mình. Về sự nghiệp của tuổi Mậu Thân 6 tháng cuối 2024 được hưởng phúc khí từ các cát tinh có lợi cho bạn, vì thế đây sẽ là khoảng thời gian bạn thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Mạng lưới kết giao gồm những mối quan hệ xã hội chất lượng của người tuổi Thân cũng sẽ giúp bản mệnh phát triển sự nghiệp nhanh chóng trong 6 tháng cuối này, dễ dàng thăng chức. Thời gian này cũng sẽ đem đến những cơ hội tuyệt vời nếu tuổi Thân muốn thay đổi nơi ở hoặc công việc của mình. Mọi người xung quanh sẽ hài lòng với sự tiến bộ của bạn vì bạn đã cố gắng và vượt lên trên chính mình để được hưởng thành quả xứng đáng. Được cát tinh phù trợ, những người tuổi Mậu Thân nên tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, sáng tạo và đổi mới để thăng tiến sự nghiệp lên một tầm cao hơn. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến năng suất công việc mỗi ngày, chăm chỉ hết mình để nắm bắt được nhiều cơ hội quan trọng. Một điểm thuận lợi nữa trong 6 tháng cuối 2024 tới này là bản mệnh được quý nhân âm thầm ở sau lưng giúp đỡ, nhờ đó bạn có thể tự tin và mạnh dạn hơn trong các kế hoạch cá nhân của mình. Giai đoạn này cũng sẽ mang tới cho bạn những cơ hội kiếm tiền bất ngờ, hãy chú ý nắm bắt và sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, bên cạnh cũng sẽ có những khó khăn, bản mệnh dễ vướng thị phi vì thói quen ngồi lê, đôi mách, lời ăn tiếng nói thiếu chuẩn mực cũng có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Lời khuyên dành cho bạn là tuổi Mậu Thân nên chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói, không nên hơn thua tranh giành với người khác và phải biết chấp nhận rủi ro nếu muốn sự nghiệp có được sự phát triển. Không nên để bản thân nằm trong vùng an toàn quá lâu, hãy giải phóng ra khỏi sự trì hoãn và lười biếng, bạn sẽ tạo ra được những điều đáng giá hơn trong cuộc sống.
Về tài lộc, bước sang 6 tháng cuối năm, tài lộc của Mậu Thân có dấu hiệu tăng và khởi sắc rõ rệt nhờ công việc trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định hơn, chuyện làm ăn, kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững, biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Trong 6 tháng cuối năm 2024 này, bạn hãy thử nghĩ tới một số kênh đầu tư, kinh doanh mà từ trước nay bạn chưa từng tìm hiểu để khai mở những điều mới lạ. Biết đâu cuộc đời bạn sẽ sang trang mới khi tìm được kênh phù hợp thì sẽ giúp gà đẻ trứng vàng hay tiền đẻ ra tiền, thúc đẩy tài lộc dồi dào. Ngoài ra, để gia tăng sự may mắn cho bản mệnh, bạn có thể sử dụng các yếu tố mang mệnh hỏa, vì hỏa sinh thổ rất tốt, bạn có thể sử dụng trang phục có màu vàng, cam, đỏ hoặc là chọn những người có mệnh hỏa thuộc tam hợp địa chi thân, ý, thìn để hợp tác làm ăn sẽ rất may mắn, thuận lợi. Về tình cảm, gia đạo trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn. Tình yêu, hôn nhân của người tuổi Mậu Thân sẽ tràn ngập hạnh phúc, tốt đẹp hơn do kỹ năng giao tiếp của bạn được cải thiện. Bạn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với đối tác và tìm thấy được điểm chung, cùng lắng nghe và đưa ra giải pháp tuyệt vời nhất cho mỗi vấn đề. Bên cạnh đó, bạn luôn thể hiện được sự bao dung, thấu hiểu với các thành viên khác trong gia đình, những người lớn tuổi sẽ khích lệ, động viên bạn bằng vật chất và tinh thần, đánh giá cao cố gắng của bạn trong công việc và cuộc sống, sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần đến. Về sức khỏe, tử vi sức khỏe tuổi Mậu Thân 6 tháng cuối 2024 cho thấy bạn nên chú ý cẩn thận đến những bệnh tật nhỏ trong năm nay. Hãy đi thăm khám y tế sớm để chủ động chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Thời gian này, bạn cũng nên ăn uống theo chế độ khoa học, có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, hãy để cơ thể luôn được hoạt động thông qua các bài tập thể dục, giúp tim bạn khỏe mạnh và lưu thông khí huyết hiệu quả hơn. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 6 âm lịch. Coi tử vi phương Đông, sang tháng Tân Mùi, vận trình của Mậu Thân thuộc tốt, có chuyển biến tích cực. Về công việc, bản mệnh có Thiên Vu Cát Tinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi, mưu sự dễ thành, mọi khó khăn hay khúc mắc đều sớm được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, tinh thần làm việc của người tuổi Thân ngày càng hăng say, bản mệnh xông xáo, chủ động nhận trách nhiệm lớn về mình. Theo đó mà được lãnh đạo ngợi khen, cấp dưới phục tùng, uy tín ngày càng được củng cố. Vậy nên hãy cố gắng đừng có tâm lý há miệng chờ sung, mà cần phải tích cực giành lấy những cơ hội tốt ấy, cơ hội chỉ dành cho những người xứng đáng. Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Tài vận cũng có dấu hiệu khởi sắc, chủ yếu là chính tài, lợi cho người làm công ăn lương hơn cả, dễ có dấu hiệu thăng chức, tăng lương dành cho công chức, nhân viên văn phòng. Hãy chủ động nắm bắt, những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được những đối tác khá triển vọng. Lúc đó đôi bên nên tìm hiểu kỹ càng về nhau trước khi đi đến quyết định hợp tác, ký kết hợp đồng. Như vậy, bạn sẽ giảm bớt được nhiều rủi ro, mâu thuẫn cũng như bất đồng về lợi ích trong tương lai. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực, nhờ nguyệt lệnh ủng hộ, bách việt đào hoa trợ lực, tình cảm vợ chồng hài hòa. Có thể đón tin vui về chuyện con cái như con thi đỗ giải cao, được đi du học hoặc công việc thuận lợi, thành công. Người độc thân bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện yêu đương. Sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới, có sức khỏe là có tất cả. Tháng này người tuổi Mậu Thân được chi thắng trường sinh, thể thực cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, vận trình trong tháng mới của người tuổi Mậu Thân khá ảm đạm, nhiều hung tinh rình rập, nên biến động theo chiều hướng bất lợi. Lời khuyên dành cho bạn là nên tĩnh hơn động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Do đương đầu với thái tuế trong tháng Nhâm Thân này, công việc của tuổi Mậu Thân gia tăng cả về khối lượng lẫn áp lực. Tiến độ có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan. Con giáp này đã phải rất cố gắng để xoay chuyển tình thế nhưng tình hình không quá khả quan. Tuy nhiên, đây cũng được coi là cơ hội để bạn có thể phát hiện ra tiềm năng của chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn hay bỏ dở giữa chừng khi công việc của bạn không được như ý muốn.
May mắn là bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc, tiền vào túi không ít nhưng vẫn cần đề phòng mất mát, hao tổn, hết sức thận trọng trong các giao dịch, ký kết hợp đồng, giấy tờ văn bản. Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, dễ mang tới điểm xui xẻo, vì thế các hoạt động cầu tài phải thận trọng chọn ngày giờ tốt để tiến hành thì sẽ may mắn hơn. Tuổi Mậu Thân cần hết sức lưu ý phương diện sức khỏe, trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất bệnh này. Nếu thấy bất kỳ vấn đề bất thường nào cần kịp thời đi khám để được sự tư vấn và cách điều trị dứt điểm, chớ nên để lâu khiến triệu chứng khó chịu, biến thành bệnh mạn tính. Về chuyện tình cảm, những cặp đôi thời gian này bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích hết được, lúc này có thể nói, tình cảm không đạt được mong muốn cho dù cả hai đã cố gắng nhiều, lời khuyên cho bạn đó là cần biết cái gì nên nắm, cái gì nên buông, nếu không cuộc sống của bạn chỉ toàn là áp lực mà thôi. Trong khi đó, một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh thì sẽ mang lại cho bạn niềm vui và nghị lực sống, do đó bạn nên dành thời gian để xem xét lại. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm 2024, vận trình tháng này hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công nhưng chủ yếu là từ kết quả của những nỗ lực trước đây. Cuối cùng bạn cũng đã được hái quả ngọt sau nhiều ngày tháng lặng thầm trong vất vả, thế nhưng đừng vội mừng mà ngừng nỗ lực tại đây bạn nhé. Để xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn, bạn cần lên kế hoạch từ ngay bây giờ và sớm thực hiện một cách chỉn chu, hạn chế tối thiểu sai sót, rồi bạn sẽ lại được đón đợi những may mắn tương tự. Mộc dục tác động nên công việc lúc này có chút bấp bênh, bạn vẫn muốn có những thay đổi cần thiết để sự nghiệp được vượng phát hơn. Dự báo sẽ có nhiều khó khăn nhưng đừng nản chí, hãy tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Tam hội hỗ trợ cho việc hợp tác, làm ăn thành công trong tháng 8 năm 2024 âm lịch này. Nếu bạn muốn thay đổi đối tác làm ăn, thì có thể lúc này rất thích hợp, bạn có thể có được những nhân duyên tốt đẹp hỗ trợ cho mình trong tương lai. Thiên diêu chủ về đào hoa, cực kỳ tốt cho người độc thân đang bắt đầu mở lòng để trao cơ hội cho người khác giới, thế nhưng đừng vì sợ cô đơn mà trở nên vồ vập quá bạn nhé. Trong khi đó, người đã có gia đình nên cẩn thận kẻo có sự xuất hiện của người thứ ba. Chính tài xuất hiện trong tháng này dự báo có nhiều tín hiệu tốt về khía cạnh tiền bạc, không ít người gom góp được số tiền lớn để đầu tư vào bất động sản hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng. Về phương diện sức khỏe là điều mà bản mệnh phải lo nghĩ nhiều nhất trong tháng này, thái tuế hung tinh gây điềm báo tai nạn bất ngờ, người tuổi Mậu Thân nên cẩn thận trong công việc khi xuất hành xa. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9, mọi việc bắt đầu có dấu hiệu hòa hoãn, trong tháng 9, bạn cũng có thể để cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng bạn được phép lơ là trong công việc, những lỗi lầm nhỏ luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào. Tháng 9 quý nhân có thể xuất hiện và giới thiệu cho bạn cơ hội đáng để thử sức, đừng chần chừ hay do dự, bởi cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Tuổi Mậu Thân nên tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, đừng tự ti và lo sợ rằng bản thân mình luôn kém cỏi và thua người khác. Đặc biệt, con giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Về tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với tuổi Mậu Thân khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa còn lại có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mang tới nhiều tin tức tốt cho con giáp tuổi Mậu Thân. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Bản mệnh nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn. Điều khiến mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua, nhờ thế bạn sẽ thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng. Khi cuộc sống chẳng như ý, bạn có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mình mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm, bản tính nóng nảy, bột chộp có thể khiến bạn vướng vào thị phi. Mâu thuẫn trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Mậu Thân cần biết bản thân mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào để cư xử cho đúng chuẩn mực. Đặc biệt, người tuổi Thân không nên chủ động gây gổ với những người có quyền cao, chức trọng. Về tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch, lục bạch ngũ cung Đông Bắc cho thấy người mệnh này có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.
ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả. Hãy học cách khiêm tốn, tránh huênh hoang, gây cho người khác ác cảm. Đây cũng là giai đoạn cần giải quyết khủng hoảng tài chính, dàn xếp những khúc mắc trong hợp tác, đầu tư, nên chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về mặt vật chất để cuộc sống có sự chủ động. Về phương diện tình duyên thì cũng khá nhạt nhòa, khi cả vợ chồng đều bận rộn với sự nghiệp của mỗi người mà không quan tâm đến nửa kia, hai bạn cần phải tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn để đối phương hiểu được những áp lực, những khó khăn mà bạn gặp phải và giúp nhau cùng tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy nhiều cơ hội mở ra với người tuổi Mậu Thân, báo hiệu một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi. Nếu bản mệnh biết nắm chắc thời cơ thì việc gặt hái thành công nằm trong tầm tay. Trên phương diện sự nghiệp, do có tam hợp phù trợ mà bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, nhiều mục tiêu đạt ra từ trước đó đều có tiến triển tốt. Tất nhiên để gặt hái được thành công thì sự cố gắng, nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 này, bản mệnh có cơ hội được thăng quan, tiến chức. Ngoài ra, thời điểm này bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý, đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Hung tinh ngũ quỷ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bạn vẫn cần cảnh giác trước sự hãm hại của kẻ tiểu nhân. Những thành tích cao trong công việc của bạn chính là yếu tố khiến kẻ xấu ngứa mắt. Làm việc gì bạn cũng cần hết sức chú ý, đặc biệt cảnh giác trước những kẻ cố tình tiếp cận nịnh nọt, rủ dê mình. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân có những biến chuyển tích cực, có thể dễ dàng nhận ra trong tháng 11 này. Cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới, bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước, như vậy bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Tử vi tuổi Mậu Thân 2024 tháng 12 âm lịch. So với tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, công việc tháng này của tuổi Mậu Thân gặp nhiều áp lực và khó khăn hơn. Các mối quan hệ xã giao cũng rối ren, nhiều phiền toái, may mắn có chính quan hỗ trợ. Không gian thăng tiến vẫn còn nhiều, quan trọng là bản mệnh thực sự mong muốn và chủ động nắm bắt cơ hội. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ được nhận một khoản tiền lương cộng với tiền thưởng cuối năm khá là hậu hĩnh. Tài vận ở mức trung bình, các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, nếu không khéo léo sắp xếp dễ rơi vào tình cảnh vay mượn, nợ nần. Dù sao tiền lương và thưởng Tết trong tháng cũng khá nhiều, yên tâm chuẩn bị đón Tết mà không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên, chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Vì thế hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến. Quý mệnh chủ thân mến, lương thiện là một loại vũ khí mà con người khi sinh ra đã có trong mình, nhân chi sơ tính bản thiện, bản chất con người là lương thiện, không cần cố gắng cũng lương thiện, vì thế đừng tự hãm sự thiện lương ấy của bản thân bằng những cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu tình. Phật giáo hướng con người tới sự lương thiện, tức là giải thoát chúng sinh có những ràng buộc khổ đau, trở về với bản ngã nguyên sơ tốt đẹp. Buổi ban đầu học Phật không hẳn để làm người tốt hơn, học Phật là để tìm ra chính bản thân mình, tìm ra những giá trị chân thiện mỹ vốn có, bởi thế nên Phật giáo mới chủ trương trong mỗi người đều có Phật. Tính tu Phật là để phát huy Phật tính đó một cách cao nhất, trong mỗi người đều có thiện, lương tu dưỡng là để phát huy thiện lương một cách cao nhất. Đừng tự hãm bản thân trong vòng quay của tham, sân, si, của dục vọng và những toan tính. Phật dạy làm người lương thiện là cách hóa giải những muộn phiền trong đời sống.
Lương thiện là cách sống dễ nhất nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất nhưng cũng hưởng nhiều phúc báo nhất. Vì thế mỗi ngày hãy tự nhủ với mình, ta đi đường khó nhưng là đường đúng. Ta sống lương thiện vì đó là bản chất của ta, không phải vì cố gắng. Trên đây là toàn bộ phần chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về luận giải chi tiết của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 6 tháng cuối năm 2024. Ở đầy đủ các phương diện và chi tiết tử vi từng tháng, hy vọng rằng sẽ hữu ích với bạn và người thân. Trước khi khép lại nội dung ngày hôm nay, nếu quý bạn nào có thắc mắc về vận trình tử vi 6 tháng cuối 2024 của mình, thì cô bác anh chị để lại thông tin họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh âm hoặc dương lịch và câu hỏi cần được giải đáp, ban biên tập sẽ tư vấn cho quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Chúc quý cô bác anh chị luôn hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.